nè ha, mình thu hoạch được một gỗ rau nè. Đây, cái gỗ rau này đem xuống mình nấu canh ăn cho nó mát ha. Nhìn rất là ngon luôn nha, trồng dễ mà ăn rất là ngon. Rồi thì bây giờ mình thu hoạch xong mình đi bắt đầu đi tưới cây đây. Ở trên lầu mình có trồng một số loại cây với lại rau á, mình giờ mình đi tưới cây. Lúc trước mình có chia sẻ, mình có quay chia sẻ cả nhà rồi đó. Thì đây một số loại rau thì cái mùa dịch này là rất là cứu hộ cho gia đình mình luôn, bởi mình khỏi có phải mua rau nữa. Xin chào cả nhà nha, thì sáng nay mình lên sân thượng để mình thu hoạch cái xà lách son Nhật. Thì đây là những cái chậu xà lách son mình trồng trong cái chậu nhựa như thế này. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đi thu hoạch để mình nấu canh ăn nha. Mùa dịch này thì mua rau rất là khó luôn, mình đặt rau rất là mắc và rất là khó, cho nên là nhà mình có trồng gì thì mình sẽ ăn đó ha. Đây là cà xà lá son Nhật nè. Cái xà lá son Nhật này ăn rất là tốt đối với cơ thể, đặc biệt là các có tác dụng là chống ung thư á, như là ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt ở nam đó, thì và một số cái tác dụng khác nữa. Bởi vì trong rau này có vitamin C rất là nhiều, cho nên là mình ăn nó sẽ rất là tốt cho cơ thể, đặc biệt trong mùa dịch này nha. Bổ sung rau xanh đồ vitamin sẽ rất là tốt. Rồi, mình có được 4 chậu nha. 1, 2, 3, 4. Đó, thì bây giờ mình cắt ăn từ từ, cái rau này nó lên rất là nhanh luôn. Mình cắt là nó sẽ lên hoài luôn, cho nên là mình chỉ cần tưới nước thôi. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái rau này vô để mình nấu canh. Đây mình sẽ cắt cái đây nè, cái rau nó như thế này nè. Đó. Cái này mình nấu lẩu hoặc nấu canh ăn rất là ngon luôn. Nấu canh với tôm, với thịt, hoặc là mình nấu lẩu ngọt, lẩu cua đồng rồi đó, mình bỏ vô ăn rất là tốt. Cái này quay hơi ngược sáng cho nên là cái chậu nó để hơi ngược sáng, cho nên là mọi người thông cảm nha. Rồi mình cắt mình cho nó chừa như vậy thôi, xong cái bên đây mình cắt bên đây. Mình cắt chắc hai chậu thôi, rồi mơi mình ăn mình cắt tiếp. Cắt xong cái mình tưới nước cái nó sẽ lên tiếp ha. Nó lên rất là nhanh luôn, cho nên là rau này rất là dễ trồng. Mọi người có thể mua cái rau này nè để trồng mình có nhà mình ăn luôn. Hai chậu là mình được một gỗ rồi. Cắt hai chậu này thôi, cái kia để ăn từ từ. Mình cắt cái mình chượng cái gì nè, cái mình tưới nước sẽ lên tiếp ha. À, bên kia còn hai chậu nữa, hai chậu bên đây thì mình sẽ để mai mốt gì mình ăn ha. Rồi này này, đây là bông hồng của mình nè.
Cái bông hồng này rất là đẹp luôn nha, màu rất là ngọt, rất là đẹp. Mình rất là thích cái loại này. Còn đây là lan hồ điệp nhà mình nè. Cái lan hồ điệp này nó ra liên tục luôn vậy nè. Nó ra liên tục luôn, rất là đẹp. Đây là cây đu đủ trên sân thượng của mình nè. Đây, cây đu đủ. Bây giờ nó ra thêm mấy trái nữa nè. Đó, nó ra thêm trái trên đây. Này là để dành có đu đủ ăn nữa. Đây là chậu nha đam nhà mình ha. Ồ, cái bẹ nè. Cái bẹ nó to đùng nè, mới cắt hôm bữa mà hôm nay mấy cái bẹ này nó ra tiếp nè. To ơi là to luôn. Còn ở bên đây. Này, bên đây nó bắt đầu ra cây con quá chừng luôn nè ha. Mọi người thấy cây con ha. Đó, ở bên đây cũng vậy. À, bên đây nó cũng ra cây con. Ở đây mình cũng có mấy chậu mình dăm ra từ những cái chậu lớn hồi nãy đó. Cái nó ra cây con cái mình chiết qua những cái chậu nhỏ như thế này. Đấy, mình chiết qua chậu nhỏ để mình trồng. Đó. Thấy mê luôn, bây giờ nó ra quá chừng luôn. Đấy, mình chiết qua từng chậu nhỏ như vậy. Đấy, để mình trồng. Đây nè ha, mình thu hoạch được một gỗ rau nè. Đây, cái gỗ rau này đem xuống mình nấu canh ăn cho nó mát ha. Nhìn rất là ngon luôn nha, trồng dễ mà ăn rất là ngon. Rồi thì bây giờ mình thu hoạch xong mình đi bắt đầu đi tưới cây đây. Ở trên lầu mình có trồng một số loại cây với lại rau á, mình giờ mình đi tưới cây. Lúc trước mình có chia sẻ, mình có quay chia sẻ cả nhà rồi đó. Thì đây một số loại rau thì cái mùa dịch này là rất là cứu hộ cho gia đình mình luôn, bởi mình khỏi có phải mua rau nữa.